Vào đi. Dạ chào giám đốc. Mời chị ngồi. Có chuyện gì không chị? Dạ tôi muốn báo cáo tình hình với xưởng. Tháng này sản phẩm ở dưới bị lỗi nhiều hơn tháng trước. Vậy à? Dạ. Riêng sản phẩm lỗi ngày hôm nay á, hơn ngày hôm qua 10 gói. Tính tổng cộng cả tháng á, thì có tới hơn 300 sản phẩm bị lỗi. Tôi sẽ trực tiếp xem xét việc này. Cuối tháng tôi sẽ biểu dương chị trước toàn thể công ty. Dạ. Người phát hiện ra việc này là cô Khánh chứ không phải là tôi đâu ạ. Là cô Khánh hả? Dạ. Cô Khánh này á, là do chú Tuấn Tiễn vào. Cổ vô á, tuy là làm việc chưa lâu nhưng mà cổ chăm chỉ lắm. Cổ đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm của tổ đó giám đốc. Ừ. Vậy phiền chị gọi cổ lên cho tôi gặp một chút. Tôi muốn biểu dương những ai làm tốt công việc. Dạ. Xin phép giám đốc ạ. Vào đi. Dạ, giám đốc gọi con có chuyện gì ạ? Con ngồi đi. Dạ. Dạ, giám đốc gọi con lên đây có chuyện gì không ạ? Con làm gì mà căng thẳng quá vậy? Dạ, tại từ khi con ở dưới quê lên cũng đã làm nhiều chỗ lắm rồi. Nhưng mà mỗi lần cấp trên kêu lên gặp làm thế nào con cũng bị đuổi việc. Con làm việc tốt thì ai lại đuổi con chứ. Dạ, khó khăn lắm con mới xin được việc làm. Con cũng cố gắng lắm chứ. Nhưng mà vẫn bị họ đuổi. Tại họ có hàng ngàn lý do. Vậy con có sợ chú đuổi con không? Sao con lại nghĩ vậy? Dạ, tại vì giám đốc khác với ông Hoàng mà. Với lại mấy chị làm ở đây lâu cũng nói là giám đốc tốt lắm. À, Khánh nè, chú có hơi thắc mắc một chút. Con là con gái, mà sao ba má con lại đặt cho con cái tên mạnh mẽ như vậy? Theo chú thì cái tên đó chỉ đặt cho con trai thôi. Dạ, con không có ba má. Cái tên đó là dì con đặt cho con á. Chắc là dì con muốn con mạnh mẽ cho nên mới đặt con cái tên đó đúng không? Dạ không phải. Tại vì con hận ba con đã bỏ rơi má con nên mới đặt vậy á. Để nhắc cho con nhớ ba con là kẻ phụ bạc. Tên con cũng là tên của ba con. Thì ra là vậy. Thôi chết, nãy giờ con toàn nói chuyện gì đâu không à. Giám đốc đừng nghe làm gì, phức tạp lắm à. Dạ nếu như không có chuyện gì thì con xin phép con xuống xưởng làm tiếp à. Khánh nè. Dạ. Nếu có một ngày ba con tìm gặp con thì con tính sao? Con đã quên mất là con có người cha đó rồi. À, 50.000. Trời ơi. Gì trời đất ơi. Bên xe lại đây đâu có nhiều đâu. Tính 50 dữ vậy. Ê đừng thấy tụi này quê rồi chặt chém nha. 20. Cái gì mà chặt chém chứ. Giá xăng bây giờ là 20 mấy ngàn một lít rồi. Lên lên chứ 20 thôi. 20 sao đủ bà. Mày tính lại đi. Mày tính gì 2 xe mà mày lấy tới 50 dữ vậy mày? Bây giờ 50 cũng trả không? Tao trả tao đi bà. Làm hồi mất công mệt mỏi lắm. Tiền này kiếm lại mấy hồi. Đồ lẹ đi. Nhỉnh gì. Coi như bữa nay mày hên đó nha mày. Nè. Xích ra coi. Thì ghét. Ê, trả tiền rồi mày kênh gì mày? Hả mày? Thôi, ông có ông nãy không quánh nó đi, trời nó đi rồi mới la làng. Nó đi tôi mới la chứ, nó ở đây la mỏ máu không sao bà? Có chắc là ở đây không bà? Chắc mà, tôi tới đây lần rồi tôi biết. Ừ, vậy thì vô mau lên đi. Thôi bây giờ ông ngồi ở ngoài này ông coi chừng đồ cho tôi, để tôi vô. Nè. Ừ. Giữ cho tôi. Mà nè, bà đừng có để cho con Khánh nó phát hiện ra nha, là hư bột hư đường hết đó. Biết rồi mà nói hoài. Nè bà nhớ bà vô lẹ lẹ bà ra nha, chứ tôi ở đây lâu hồi tôi đói bụng lắm đó. Đòi cơm hay đòi thịt chó? Ừ, tại bà không biết chứ, thịt chó khột vịt ngon lắm đó. Xạo sự không mà, lại ghé ngồi chờ tôi. Ừ. Ê, vô gặp giám đốc chút được không? Có gì không? Mắc mơ gì tôi nói với cậu. Công nói thì ở ngoài, có gì đâu mà lạ. Ông ấy vô nói với giám đốc á, nói con bà Thúy ở dưới Tiền Giang lên với đứa con gái nữa. Nói vậy là ông kêu vô liền á. Ờ, bà đợi chút đi. Ừ. Chờ chút nó đi kêu. Ừ. Sao được chưa, được chưa? Bà vô lẹ đi. Muốn gặp ổng không phải dễ đâu. Trời. Ổng đã đồng ý rồi á thì đừng để ổng chờ, ổng có cơ hội lần thứ hai đâu. Trời ơi, bây giờ là lúc ổng phải chờ tôi, chứ tôi đã chờ cái ngày này 18 năm nay rồi, đúng không? Lần này là không có thoát khỏi tay tôi đâu, tránh ra. Đường nào? Vô đó hả? Ờ. Đi lẹ nghe bà. Biết rồi. Bà là... Lâu quá không gặp hen. Giám đốc rồi ngon hen. Vậy còn cô Thúy đâu? Không phải cô Thúy đến tìm tôi sao? Làm sao mà tới tìm cậu được. 18 năm trước, ngay cái ngày mà cậu phụ rẫy má con nó thì nó đã chết queo rồi. Hả? Tại sao cô ấy lại chết? Tại vì nó muốn sinh con cho cậu. Trời, tại sao tôi không hay biết gì hết vậy? Sao biết được, mắt trông chui trông nhủi làm sao biết. Tôi... Thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi ha, bây giờ không có nhắc nữa. Nói là nói chuyện hiện tại bây giờ nè. Sao? Ngồi nghe. Giờ cha con gặp nhau rồi đó, nhận được nó chưa? Chị nói đứa con nào? Con Khánh đó chứ ai, nó làm ở công ty này nè. Bộ không biết ha? Ừ, Khánh nào? Trời ơi, trái đất xoay tròn, rốt cuộc rồi cha con cũng gặp được nhau. Chị nói Khánh là con gái tôi sao? Sao? Bộ không thấy nó giống y cha con Thúy ha? Trời ơi, đúng rồi. Vậy mà tôi không đoán ra chứ. Vậy là giờ đây tôi vẫn còn có một đứa con. Khoan mừng dội đi. Bởi vì là bây giờ á, nó căm hận cha nó hơn bất cứ ai trên đời. Em mà bây giờ giả tỷ mà vợ cậu biết cái chuyện này có sốc không ta? Bây giờ á, nếu mà muốn nhận cha con với con Khánh á, mà không muốn để cho vợ cậu biết chuyện này thì dễ thôi. 200 triệu. Coi như là công lao tôi nuôi dưỡng con cho cậu đi. Còn nếu mà không á thì để coi. Chị uy hiếp tôi sao? Uy hiếp gì đâu, 200 triệu đối với cậu là quá dễ mà, đúng không? Trời ơi, giám đốc ngon quá mà. Còn nếu mà tính những cái món nợ mà cậu thiếu gia đình tôi á, 200 triệu là quá rẻ, đúng không? Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ. Tính sao đó là tính ha. 18 năm trước cậu đã dứt bỏ vợ con cậu một lần, 18 năm sau để tôi coi coi cậu có gì tiền mà dứt bỏ con một lần nữa không. Ông về chưa chị? Dạ chưa. Bà đói chưa? Hay để tôi dọn cơm lên cho bà ăn trước nha. Thôi được rồi, tôi đợi ông về ăn chung. Ăn một mình buồn lắm. Dạ. Bà chủ, bà có sao không? Ừ? Chắc tại bà ở nước ngoài hơn nửa năm nay, quen khí hậu ở bển, giờ về đột ngột nên chưa quen thôi. Bà chủ. Gì chị? Bữa nay bà cho tôi về sớm hơn một chút được không? Sao vậy chị? Dạ, sẵn bữa nay con gái tôi đưa mấy đứa cháu về chơi, tôi định về sớm đi chợ để nấu cho má con nó ăn một bữa. Ừ, chị cứ đi đi. Dạ, cảm ơn bà chủ. Tôi về. Thật tình á, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà buồng trứng của chị á, bị rối loạn noãn nó không phát triển được, cho nên khả năng có thai là rất hiếm. Sẵn bữa nay con gái tôi đưa mấy đứa cháu về chơi, tôi định về sớm đi chợ để nấu cho má con nó ăn một bữa. Ừ, chị cứ đi đi. Dạ, cảm ơn bà chủ. Tôi về. Thật tình á, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà buồng trứng của chị á, bị rối loạn noãn nó không phát triển được, cho nên khả năng có thai là rất hiếm. Chị cũng biết đàn ông là khi mọi chuyện qua đi thì đâu lại vào đó thôi. Họ sẽ không bao giờ bỏ bê gia đình của mình đâu để chạy theo những tình cảm nhất thời đâu. Là một người chị, tôi nghĩ chị biết phải làm gì để tốt cho em gái mình. Gì ạ? Dạ? Đây là số tiền tôi đã chuẩn bị cho chị. Tôi khuyên chị đưa cổ đi giải quyết cái thai đó đi, để lâu quá cũng không giấu được đâu. Vô khám còn ra làm thủ tục nữa. Vô đi, chị ngồi để chờ nè nhá. Không, chắc là trời trả báo mình rồi. Hồi đó mình cứ nhất quyết bắt con Thúy phải bỏ cái thai, nên trời không cho mình làm mẹ như những người đàn bà khác. Em mệt hả? Mình về rồi hả? Em dọn chén mình ăn cơm nha. Em ăn đi, anh không đói. À, sao anh không chờ em vô để em giúp anh? Nè anh, mấy ngày nay anh làm phiền em quá. Anh mà còn nói vậy em đi về đó. Hay là mai mốt buổi tối anh đưa em với Thơm về nghe. Con gái về khuya mà đường dáng vậy nguy hiểm lắm. Anh bị như vậy mà anh không sợ hả? Có sao đâu. Số anh phước lớn mạng lớn, bị đâm một nhát sâu như vậy mà không xi nhê gì. Trời ơi, anh đừng có nói vậy, không có nên đâu. Em lo cho anh hả? Anh uống sữa đi. Sao chị không ngủ đi? Con nụ bỏ đi đâu mất biệt một thời gian, bây giờ về tự nhiên lại khác hẳn. Chị cảm thấy lo lắm. Rồi mai mốt á, nó không ở với mình nữa. Chị có một cảm giác rất là lạ. Chị không có muốn nó dọn đi chút nào hết. Chắc hạnh phúc của chị nụ tới bất ngờ quá nên chị Thơm ghen tị đúng không? Dạ. Em dám nói chị vậy hả? Con nụ á, mà nó hạnh phúc thì chị mừng cho nó. Còn em sao chưa ngủ? Đang suy nghĩ chuyện gì hả? Em có chuyện này mà không biết nói với ai hết. Chuyện của em với anh Thuấn á. Bây giờ chịu hết nổi rồi em mới dám thú nhận á hả? Lúc trước á, người ta chọc á thì chối đây đẩy à, nhỏ chị này. Mà còn chọc em nữa em không có kể đâu. Thôi kể đi mà. Chị không chọc em nữa đâu ha. Thật sự là em cũng không hiểu lòng mình ra sao nữa. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh Thuấn ngã xuống, máu chảy lên láng, tự nhiên em thấy sợ lắm. Em sợ là không được gặp lại ảnh. Hèn chi có người thức trắng cả đêm trong bệnh viện chờ cho ảnh tỉnh lại. Cảm giác đó em chưa từng có với ai hết đó chị Thơm. Vậy là em thích anh Thuấn thiệt rồi. Mà chị thấy anh Thuấn hình như cũng thích em á. Chứ nếu không có gì á thì tại sao anh Thuấn lại liều mạng cứu em chứ? Em cũng không biết nữa. Ảnh đâu nói gì đâu. Thôi yên tâm ngủ đi. Mai mốt á chị gặp ảnh thì biết liền chứ gì. Chị mà làm vậy hả? Em giết chị á. Ngủ đi. Con Liễu với con Hồng ra tiếp khách giùm má đi nè. Đi. Chừng nào con Hiền đi làm lại đây? Không biết bệnh thiệt hay bệnh giả nữa. Nhưng mà nói cho nó biết á, đừng có giỡn mặt với tao à. Giờ này bà còn nói được câu đó sao? Con Hiền nó ra nông nổi như ngày hôm nay là vì ai? Tất cả cũng vì bà hết á. Chính bà đã làm cho nó dính vào con bệnh quỷ quái đó. Mày nói vậy là sao hả? Mà tóm lại con Hiền đó bị bệnh gì? Má nghe lời Yến làm gì má? Trời nóng quá nên nó nói nhảm đó má. Má đừng bận tâm nha. Thôi đi làm đi, lộn xộn quá. Bà dạ chào anh. Dạ. Còn phòng của bà chủ. Lâu quá mới gặp. Chủ. Dạ mời mấy anh vô. Được. Đi đi anh. Nhanh lên. Trời ơi bữa nay đào đẹp nhiều lắm á. Tất cả đứng yên, theo chúng tôi về trụ sở. Lại lên. Cởi áo đi em. Bận áo vô. Anh chị theo chúng tôi về trụ sở. nhưng... Làm sao đây mày? Đi lại lên đi. Bà đã nhận ra được tội của bà chưa? Trời ơi, thiệt là oan cho tôi quá à. Quán tôi làm ăn đàng hoàng mấy năm nay rồi. Anh làm ơn xem lại giùm đi. Tuyệt đối tôi không có làm cái chuyện bậy bạ đó đâu. Chứng cớ rành rành mà bà còn chối được sao? Trời ơi, chỉ tại mấy đứa nhân viên của tôi nó tham tiền của khách cho nên mới làm ra mấy cái chuyện đó, chứ tôi đâu có biết cái gì đâu. Tôi nói thiệt với anh á, tôi rất là tôn trọng pháp luật, làm ăn trong sạch lắm. Mấy năm nay chưa có hề có điều tiếng gì hết trơn á. Bà không cần phải vòng vo nữa. Bà Lê đã khai hết rồi. Hả? Để coi bà còn chối được không. Trời đất ơi, anh đừng có nghe lời của nó. Hồi trước tới giờ nó ghen ghét tôi cho nên nó bày ra cái chuyện này để hại tôi đó. Đừng có nghe lời nó ghê lắm á. Mấy cô nhân viên cũng đã thành khẩn khai báo hết rồi. Vậy chắc họ cũng ghét bà lắm hả? Hồ sơ khởi tố tôi sẽ gửi lên cấp trên. Bà chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nhưng bà nhớ nên khai báo thành khẩn, sẽ được khoan hồng của pháp luật. Cảm ơn cô Nhi rất nhiều. Cũng nhờ có cô giúp sức mà chúng tôi mới kịp ập vào bắt quả tang và có đủ chứng cớ để khởi tố bà Nguyệt. Bà này xảo trá lắm. Bà thuê mấy tên bảo kê giám sát vòng ngoài để cảnh giác với công an, nên chúng tôi rất khó hành động. Cũng may là bây giờ đã phá được ổ mại dâm trá hình này. Sao mày không nói cho tao biết gì hết vậy Nhi? Tại tao sợ mày nhát quá rồi để lộ chuyện. Bà Nguyệt không phải tay dừa đâu. Nhưng bây giờ tôi phải làm theo quy định là đưa các cô qua trung tâm phục hồi nhân phẩm. Tôi mong là các cô sẽ học tập tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Em muốn đưa đứa bạn em theo. Hy vọng trong đó sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho nó. Tụi em cũng muốn được ở gần nó trong khoảng thời gian còn lại. Cũng may là kết quả xét nghiệm của hai cô âm tính với HIV. Nếu không thì cái giá phải trả quả là rất đắt. Cô gắng lên. Nếu các cô cải tạo tốt thì không bao lâu đâu, các cô sẽ được trở lại với cuộc sống mà thôi. Hy vọng là sẽ có ngày đó. Chu đáo với chàng quá. Chắc chàng cảm động lắm đây. Trinh, tụi chị đi làm đây. Em dậy em đóng cửa đi rồi lát ngủ tiếp. Đi nghe Trinh. Chị biết không, chị Sa em kể á, hồi nãy em ăn bầu em á, cũng ói y như vậy á. Nhưng mà lúc đầu á, dì em đâu biết đâu. Mãi sau này á, dì em mới nghi ngờ rồi hỏi thẳng má em. Ủa bác? Con có nói cho anh Tuấn ít sức. Khi nào ảnh dậy á, bác cho ảnh ăn giùm con nghe. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ có gì đâu bác. Cảm ơn con mấy ngày nay chăm sóc cho thằng Thuấn. Thằng Thuấn nó kể cho bác nghe hết rồi. Nhưng mà sao bác biết mà vô đây? Còn với anh Thuấn giấu kỹ lắm mà. Bác thấy thằng Thuấn mấy ngày nay nó không có về thăm bác. Bác thấy lo quá nên bác lên xí nghiệp tìm. Nghe mấy người ở trỏng nói là nó vô trong này. Hai đứa bay cũng thiệt là có cái gì thì phải báo cho bác biết chứ sao lại giấu bác. Dạ, tại tụi con sợ bác lo nên không có dám nói. Bác chỉ có mỗi một mình nó thôi. Mấy năm qua mẹ một đằng, con thì một nẻo. May mắn lắm nó mới về bên cạnh bác. Ủa, sao vậy bác? Nó đi tù. Bộ nó không kể với con hả? Dạ, con cũng nghe loáng thoáng. Nhưng mà sao vậy à? Thì cũng tại bác. Đợt bác bệnh nặng phải mổ gấp mà không có tiền. Thằng Thuấn nghe lời ai đó xúi giục đi bán thuốc lắc cho người ta rồi bị bắt con à. Nghe bác kể về quá khứ của nó, con có sợ không? Dạ không bác à. Anh Thuấn đối với mọi người rất tốt, ai cũng quý mến ảnh hết á. Vậy còn tình cảm riêng của con đối với nó thì sao? Em mua gì em? Chị ơi, lấy cho em một cái que thử thai đi chị. Bao nhiêu vậy chị? Của em 15.000. Dạ. Em ơi lấy tiền thối nè em. Thời này gái chữa hoang hà rầm, có gì đâu mà ngại. Em chờ anh nha, anh nghe điện thoại chút. Alo Du nghe đây. Ai vậy? Em Trinh nè, anh đang ở đâu vậy? À, anh đang đi công việc. Có gì không em? Em muốn nói chuyện với anh, mình gặp nhau nha. Nhưng giờ anh đang có việc bận lắm. Khi nào rảnh anh sẽ ghé. Nhưng chuyện gấp lắm rồi anh. Ok, bây giờ anh bận lắm nha. Có gì anh gọi điện thoại lại cho em sau nha. Ai vậy anh? Có ai đâu, chỉ là người quen thôi mà. Dám qua mặt em á là chết với em á. Anh mà lạng quạng á là em cắt hết các khoản, là anh khỏi đi với con nào luôn á. Trời ơi, em toàn nghi ngờ bể bả không mà. Thôi lên xe đi nha. Má thấy con Khánh nó cũng hiền lành, mà nó cũng có vẻ cảm mến con đó. Con lớn rồi thì cũng phải yên bề gia thất thì má mới yên tâm được chứ. Cũng từ từ đã chứ má. Con nghĩ Khánh chăm sóc cho con chẳng qua có cảm tình với má thôi. Má mà nghĩ như vậy không khéo người ta cười cho đó. Cái thằng thương người ta mà không dám nói. Sao con không thử hỏi thẳng nó coi? Mà sao má biết tình cảm của tụi con mà nói chứ? Mày quên má là má của mày rồi sao? Má đẻ ra mày. Em sao vậy Trinh? Em đau ở đâu hả? Em có sao không vậy? Em uống thuốc chưa? Không sao đâu chị. Em nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi. Có thật không? Chị thấy á, mấy bữa nay em lạ lắm á. Hay là chị kêu anh Kha chở em đi khám bệnh nha. Em không sao thiệt mà. Chị đừng nói gì với anh Kha hết. Em, có phải em đang có chuyện gì không? Có gì thì em phải kể cho chị nghe chứ. Chị, hôm nay á, trường của em làm tốt lắm. Chị nhớ báo cáo lên cấp trên dùm với tụi em nha. Thằng không có bị lỗi đâu. Ở đây lãnh lương đủ và đúng kỳ, còn khó chứ nó chi thưởng. Làm kiếm cháo bỏ bụng thôi em ơi. Trời ơi, làm gì chị bi quan dữ vậy? Cứ giống như tụi em nè, miệng no là phơi phới à. Thôi làm đi, nhiều chuyện quá. Em làm gì mà gọi cho anh hoài vậy? Không biết anh bận công việc hả? Anh Du, em có thai rồi. Hả? Vậy em tính sao? Câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ. Bây giờ em phải tính sao đây anh? Để từ từ đi. Từ từ anh tính mà. Hay anh dẫn em về nhà ra mắt gia đình anh nha. Em khùng quá đi. Em đang có thai. Anh mà dẫn em về, gia đình anh nghĩ sao vậy em? Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Bây giờ muốn gì á thì cũng phải giải quyết cái thai trước đã. Thôi mà em. Ngày mai anh đưa em đi giải quyết nha. Không được đâu, em sợ lắm. Em đừng có sợ. Anh bảo đảm là không có sao đâu mà. Nó như kiến cắn thôi à. Anh sợ bên em lúc đó. Em chịu không? Thiệt không anh? Anh đừng có gạt em nha. Em trẻ con quá à. Anh gạt em làm gì? Nghe lời anh nha. Qua chương trình thực hiện dự án trong việc cho bạn vậy. Hôm qua em đi tận đâu mà tới sáng nay mới mò về vậy hả? Thì qua bạn bè chơi. Em có nói với anh rồi mà. Đi cái gì mà nguyên cả ngày luôn. Em có biết là ở nhà anh chờ đợi em như thế nào không? Làm sao em biết được. Mà lâu lâu em mới gặp lại bạn. Anh chờ có chút xíu mà cũng cằn nhằn là sao? Bực mình quá à. Thì tại anh lo cho em thôi, chứ em muốn làm sao anh cũng chiều hết đó. Thôi em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Cái gì vậy? Em mệt lắm. Chắc bị bệnh rồi. Anh đi mua thuốc giùm em nha. Sốt lắm nè. Mai mốt đi nhiều chút cái không có bệnh. Thôi để anh mua thuốc nha. Mệt quá à. Cứ tưởng sướng lắm, ai dè bị nhốt trong cái lồng chim này. Làm chim mà không được bay nhảy, còn gì là chim nữa. Ủa em... bác đâu rồi anh? Mà anh về nhà lấy cho anh ít quần áo rồi. Anh ở đây mặc đồ bệnh nhân, có cần ăn diện gì đâu mà má phải về lấy đồ. Thì cũng có những đồ cần phải thay chứ. Em quên mất. Mấy ngày nay em cực vì anh quá. Đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi mà tới đây chăm sóc cho anh rồi. Sao anh lại nói vậy? Anh cứu em mới ra nông nổi như vậy. Lại giấu gia đình không cho ai biết. Em không chăm sóc anh thì ai chăm sóc anh đây? Thôi để anh tự ăn được rồi. Trời, anh chưa khỏe, để cho em. Để anh mà. Trời, để anh em. Nè. Để anh. Trời, em xin lỗi. Em bất cẩn. Khánh nè, thực sự thì trong thời gian qua anh đã có cảm tình với em. Anh muốn được quan tâm và lo lắng cho em nhiều hơn. Được không em? Nếu như mà anh muốn thì ai cấm anh được chứ. Dạ chào dì. Con còn đến đây làm gì nữa? Chú mà thấy con á là chú nổi giận đó. Chú đã lấy chức phó giám đốc của con lại rồi mà còn chưa thỏa mãn nữa sao? Tất cả cũng tại con làm bậy làm bạ như vậy ai mà chấp nhận được chứ. Thì con còn nhỏ tuổi, còn nông nổi. Còn chú thì sao? Chú ra ngoài còn làm nhiều chuyện bậy bạ hơn cả con nữa kìa. Dì cấm con không được nói bậy nha Hoàng. Chú làm cái gì bậy bạ chứ? Dì về hỏi lại chú đi. Coi chú có lấy 200 triệu chuyển cho con riêng của chú không? Tôi cấm cậu không được nói bậy nghe không? Con không nói bậy. Vì mà không lo thì bao nhiêu tài sản trong nhà này chú cũng lấy đem cho mẹ con bà nhân tình bên ngoài hết. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đúng là dì tôi mà. Con vậy mà cũng xỉu. Bà có sao không vậy? Bà tỉnh lại đi bà chủ. Thiệt? Cậu có biết là bà chủ bệnh tim không? Mà cậu nói chuyện đó ra làm gì? Ai mà biết được chứ. Tôi cũng tưởng bà biết tính của chú tôi rồi. Tôi bó tay với cậu luôn. Cháu chắc gì mà quá quắc à. Bà chủ ơi, bà chủ. Bà chủ có sao không bà chủ? Bà chủ, để tôi đi gọi cấp cứu cho bà chủ nha. Xong chưa Hiền? Bộ mày thích ở tù lắm hay sao? Mà mày nôn dữ vậy? Rồi còn tiền nhà tháng này tụi bay quên rồi hả? Chị cầm đỡ như đây đi. Hôm nay con bị bể xô rồi, không đủ tiền trả cho gì. Thôi, thôi được rồi, có còn hơn không? Thôi, mấy đứa tụi bay đi mạnh giỏi nghe. Dạ. Chuyện gì vậy chị Năm? Thôi, thiếu gì nghề không làm, đi làm cái nghề đó, bị công an bắt là đúng rồi. Thôi. Dạ. Dạ. Hai miệng nha ơi. Dạ. 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 Mấy chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Từ đầu nếu như chị cũng dũng cảm như em, dám chọn con đường khác để đi, thì đã không ra nông nổi như vậy. Giờ nhận ra thì đã quá trễ rồi. Mấy chị cố gắng cải tạo cho tốt. Sau này trở về có gì xin Du làm công nhân giống như tụi em vậy. Chị không biết được mình còn có được cơ hội đó không nữa. Thôi mời mấy cô đi. Đi. Ủa, Nụ. Chào anh. Em khỏe không? Em bình thường. Lâu rồi không gặp, nhìn em đẹp và lạ nữa. Em sống hạnh phúc chứ? Dạ, hạnh phúc lắm hả? Bây giờ em thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thôi, em vô thăm tụi con Thơm một chút nha. Thôi em vô đi. Ủa chị Nụ, lâu lắm mới thấy chị ghé chơi á. Nhìn mày á, càng ngày càng đẹp ra. Giờ mày mà về đây á, chắc là mày ẵm giải qua hậu của khu trọ này luôn á. Mày đừng có chọc tao nữa. Tao không có dễ siêu lòng trước những lời xu nịnh đâu. Chảnh thấy ớn luôn. Tao nịnh mày á, tao được gì không? Nè, tao mua quần cho tụi bay nè. Mày coi thử coi, có vừa không? Mày mua chi, đồ mắc tiền quá vậy? Sao mày không để dành, gửi tiền về quê cho thằng Tuấn? Mày khỏi lo đi. Tháng nào á, tao cũng gửi tiền về cho má tao hết mà. Còn cái này á, là tao mua tặng mày với con Khánh. Để làm kỷ niệm thời gian tụi mình sống chung với nhau. Mày sao vậy? Bộ đang có chuyện gì buồn hả? Tao đang phải làm vợ hờ của cha bang. Đã vậy chả còn hay ghen nữa chứ. Gì? Nói vậy là ổng gạt chị hả? Ừ. Lúc đầu á, ổng nói là ly dị vợ rồi, nhưng sau này sống chung tao mới biết hai người đó vẫn còn sống với nhau. Không có chuyện ly dị, ly hôn gì hết. Trời đất, vậy có khác gì ông giam lỏng gì đâu. Ừ, cũng gần như vậy á. Ủa, vậy sao hôm nay chị lại đi được vậy? Ông không có ở nhà hả? Có, nhưng mà chị bực quá, cứ vậy bỏ đi. Ông chửi thì chịu. Khổ cho chị rồi. Mà cũng tại chị sống lệ thuộc quá nên mới khổ như vậy. Bây giờ á, cái gì cũng lấy từ ổng, nên không làm theo ý ổng đâu có được. Vậy mà em cứ tưởng chị gặp được ổng là cuộc sống được sung sướng, chứ ai dè ngỡ đâu cũng khổ. Nếu ai cũng biết trước được mọi chuyện thì đâu có ai khổ nữa. Thôi tao về đây. Không thôi hả, ổng lại hạch hỏi đủ điều, mệt lắm. Bữa nào rảnh tao ghé chơi lâu hơn ha. Bữa nào á ghé chơi lâu lâu, tao mua già heo á nấu ăn cho mày ăn ha. Đi nha. Em à, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Thật ra là có chuyện gì mà anh lại giấu em chứ? Anh có lỗi với em. Thật ra anh cũng không hề biết ngày đó Thúy không phá thai mà vẫn giữ lại và sinh ra con Khánh. Nhưng ngay sau khi sinh, cô ấy đã chết vì băng huyết, và con Khánh đã được bà chị của Thúy nuôi dưỡng. Vô tình khi lớn, Khánh lên thành phố làm việc, lại lưu lạc đến xí nghiệp của anh. Anh cũng không hề biết nó là con của anh, cho tới khi bà chị của Thúy phát hiện ra và tống tiền anh. Anh buộc lòng phải làm theo. Nhưng thật ra anh cũng rất mừng, vì dù sao mình cũng còn có một đứa con trên đời này, tuy là không phải do em sinh ra. Em mới là người có lỗi, nhất là có lỗi với Thúy, sau đó là với anh. Vì em đã không sinh được cho anh một đứa con để nối dõi tông đường. Bây giờ em muốn em và anh chuộc lỗi với linh hồn của Thúy. Anh ráng tìm cách để mẹ con Thúy tha thứ cho mình nha anh, và nhận anh làm cha nha. Dù sao thì em cũng được an ủi, vì anh còn có một đứa con trên đời này. Hạnh à, anh cảm ơn em. Trinh à, ăn miếng cháo vô đi. Trời ơi, phải ăn mới mau khỏe được chứ. Em không muốn ăn. Em ăn một chút đi. Dạo này nhìn em ốm lắm đó. Ăn rồi á thì em nói cho tụi chị nghe em đang gặp chuyện gì. Chuyện này khó nói lắm. Chuyện gì mà khó nói chứ? Tụi chị với em còn xa lạ lắm hay sao? Em không nói thì chị cũng đã đoán được chuyện đó. Chị đoán ra chuyện gì chứ? Thì em có thai rồi phải không? Trời đất ơi, sao em khờ vậy Trinh? Em và anh bạn trai đó. Chị ơi, em yêu anh Du thật lòng nên mới... Giờ em cũng không biết làm sao nữa. Thì ra anh chàng đã tên Du. Đúng là Du côn, Du thủ, Du thật. Hai chị nhớ là đừng có nói chuyện này cho anh Kha biết nha. Má em và anh hai mà biết được chắc là giết em chết. Em sợ lắm. Nhưng mà em á phải cho Du biết sớm để còn tìm cách giải quyết chứ. Chuyện này á không có để lâu được đâu. Em nói cho anh biết rồi. Anh nói để từ từ anh nghĩ cách. Khi nào rảnh anh sẽ qua thăm em. Trời ơi, tại sao vậy? Cô đi đâu mà tới giờ này cô mới về? Cô có biết là ở nhà tôi trông đứng trông ngồi hay không? Biết lâu rồi. Bây giờ vô nhà không? Hay đứng đây cãi nhau cho thiên hạ người ta dòm ngó? Cãi cái gì? Cô đi chơi ở đâu? Rồi bây giờ về nhà nói chuyện với tôi kiểu đó nữa hả? Anh làm ơn đừng có nghi ngờ kiểu đó được không? Tôi mệt mỏi quá à. Mệt cái gì? Để mở cửa cho. Công nhận mình nuôi con Khánh từng tuổi này nó trả hiếu mình, công nhận số tiền lớn quá hả bà? Nhỏ có hiếu ghê ha. Trời ơi, thấy tiền cái khen có hiếu à. Ông không ngon ông chửi nó ăn hại nữa đi. Trời ơi bà này, không lẽ nuôi nó mười mấy năm nay không được quyền chửi nó? Trời ơi, đã gì đâu. Ta nói nhỏ lớn chưa bao giờ thấy tiền nhiều cỡ này hết trơn. Tôi cũng vậy nữa. Tiền nhiêu đây, nhậu thấy chó đã luôn. Thôi ông nội, bây giờ bà tính số tiền này sao bà nói tôi nghe coi. À đúng rồi. Ừ. Bây giờ tính vậy này nha. Bây giờ trước mắt mình chuộc lại cái nhà. Ừ đúng. Rồi cái còn tiền đó là tôi trả nợ tiền đề cho bà Tám. Xong cái trả tiền hụi cho con mẹ Năm Mập. Rồi còn nhiều quá tôi sắm cái hộp xoàn bự tôi đi trong xóm tôi khoe chơi. Xong cái đi lên Sài Gòn có mua mấy bộ đầm hở lắm mặt. Ê nhăn quá mặt được không ta? Còn không thôi quất cái sợi dây chuyền bự như cọng dây lồi tối á, đi trong xóm dây chuyền với hộp xoàn. Trời ơi, chúng nó ghen mà tớ tức chết được á. Rồi còn phần của tôi đâu? Ủa? Phần ông hả? Ừ, sao không có? Tôi phải có phần chứ. Ủa là ông đòi chia phần á hả? Phải có chứ sao không đội? Tôi không có đâu. Cái này là công sức của tôi. Ông làm gì hả chồng? Ông là không có cái gì trong này hết ha. Bà khùng hả? Khùng gì? Bà khùng hả? Anh, phòng bên cạnh có mấy con nhỏ làm gái. Hồi chiều này bị công an bắt đi rồi. Vậy hả? Anh, em thấy tình hình vậy không có ổn đâu. Vậy giờ em tính sao nè? Thì bây giờ mình tìm chỗ khác để dọn đi chứ sao. Sao em nhát quá vậy? Nhìn thấy người ta như vậy chưa về em đã sợ rồi hả? Ăn thua gì tới mình đâu em. Anh hay quá, nhưng mà mình chơi thuốc lắc. Lỡ một ngày nào đó mà họ vào xét mình thì tiêu luôn á. Anh không biết chiều này hả? Em thấy hai thằng cha công an vô bắt tụi nó. Em cứ sợ qua phòng mình muốn chết luôn. Ui, mình chơi đến đâu á thì hết đến đó. Làm gì còn mà sợ tụi nó biết chứ. Mặc kệ, nhưng mà em không muốn ở đây nữa. Thôi, được rồi. Đi thì đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh phải làm cho xong chuyện này cái đã. Chuyện gì? Thôi, cho em biết á, rồi hư hết chuyện của anh sao? Khi nào làm xong á, anh sẽ nói cho cưng nghe. Vậy thì anh giấu luôn đi nha, đừng nói cho em nghe. Thôi, giận gì, anh nói cho nghe. Hay quá nha, không ngờ lại nghĩ ra chuyện đó. Em sẽ phụ anh một tay. Vậy chừng nào mình tiến hành hả anh? Chỉ vài ngày nữa thôi. Khi nào thời cơ chín mùi á, anh sẽ báo cho em nghe. Hay quá à. Ôm vỏ tiền một mình hả? Tin không chia tao hả? Không có dễ đâu cưng. Này của tôi bà không chia tôi hả? Không chia vậy đó. Bà làm cũng phải chia cho tôi chứ. Không có gì đó. Có công của tôi mà. Không, đâu phải của mình bà đó. Đâu. Cái này là tiền của tôi, công sức của tôi. Tôi đánh bà nha, bà biết đánh tôi quạo lắm nha. Không có quạo gì đó. Tiền của tôi trả cho tôi. Bà không hả? Đây nha. Bà chạy ra. Bà làm gì vậy? Ủa bà đánh tôi hả bà? Vậy là tôi chết sao? Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Chị Thơm, em thấy lo cho Trinh quá. Ừ. Anh Kham mà biết á thì không biết sẽ ra sao nữa. Còn nếu không cho anh biết á thì mai mốt anh sẽ trách mình. Hay là mình để chờ Du tính thử coi sao. Chứ Trinh cũng nói Du yêu Trinh lắm mà. Ừ, còn mong là vậy. À, nói mới nhớ, chiều qua có người vô bệnh viện thăm anh Thuấn. Không biết có chuyện gì xảy ra mà em thao thức cả đêm. Gì? À, chị cứ nói quá rồi đó. Tối hôm qua em ngủ như chết, có biết gì đâu. Thiệt không đó? Thôi đi làm. Ăn cơm rồi đi làm. À, chị à, chắc bữa nay em xin giám đốc cho nghỉ một buổi để em đón anh Thuấn xuất viện. Ừ, nhưng không biết giám đốc có cho không nữa đó. Em nghĩ chắc là được. Tại vì giám đốc cũng là người tốt. Với lại em thấy giám đốc cũng quý anh Thuấn lắm. Ừ. Để em dọn cơm. Em vô rồi hả? Dạ. Anh nằm một mình buồn quá. Anh, em gọi trái cây cho anh ăn nha. Dạ anh đảm đang ghê đó. Cái gì? Vợ hồi nào? Chừng nào ấy mới được kêu là vợ nha. Ủa ấy là gì? Là đám cưới chứ còn gì nữa. Coi mặt Hiền vậy mà cũng giỡn như quỷ ha. Không giỡn sao vui. Người ta phải mướn ông thầy yoga cười từ bên Ấn Độ qua đây dạy mọi người cười để giải tỏa stress, để thấy cuộc sống vui tươi, lạc quan hơn. Giá như cuộc đời mà ai cũng được vui tươi, ai cũng cười được suốt đời thì thích anh ha. Ừ. Như vậy sẽ hết mọi khổ đau sầu não. Lúc đó thì không phải là cuộc đời nữa. Cuộc sống của ai cũng phải đủ cả. Hỉ nộ ái ố, vui buồn, thù ghét. Mình phải cố gắng sống cho niềm vui nhiều hơn nữa. Vậy là mãn nguyện lắm rồi. Anh nói giống như là triết gia vậy đó. Chào chị. Vết thương của anh hồi phục rất nhanh. Bây giờ anh có thể xuất viện rồi đó. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Anh ngồi đây chờ em. Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh nha. Ừ. Anh ăn trái cây không? Nè anh. Từ thôi anh. Khánh à. Bây giờ anh muốn làm một việc. Em đi với anh được không? Việc gì vậy anh? Việc rất quan trọng. Đi thôi. Tôi không có định thư kiện gì Hùng và Lâm hết. Các anh có thể xem xét thả hai người đó ra được không? Họ cố ý gây thương tích cho anh như vậy mà anh không thưa họ là sao? Phải để pháp luật trừng trị họ chứ. Giờ tôi cũng đỡ nhiều rồi, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Với lại Hùng và Lâm đã từng ngồi tù, tôi không muốn họ vô đó lần nữa. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể làm theo ý anh được. Bây giờ hồ sơ khởi tố đã chuyển lên cấp trên rồi. Họ có tội thì phải để pháp luật xử đúng người, đúng tội. Mày đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Tụi tao không cần đâu. Mày tưởng mày hứng được một dao của tụi tao thì con Khánh chấp nhận mày sao? Mày đừng quên, mày cũng từng ngồi tù như tụi tao. Thôi, các anh theo tôi đi. Anh Thuấn, anh có thương em thiệt không? Sao em hỏi vậy? Nếu mà anh thật sự thương em thì anh đừng có để bụng những lời của ông Hùng đã nói nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên đi anh. Nhưng nó nói đúng. Khánh à, anh đã từng ngồi tù. Anh thấy mình không xứng đáng với em. Ngồi tù thì sao chứ? Anh làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi mà. Miễn sao trong mắt em, anh là một người tốt là được rồi. Hứa với em đi, anh không được nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Được không anh? Chúng tôi đã bắt được bà Sa. Và bà Sa cũng đã khai nhận hành vi tống tiền đối với ông. Mời ông về cơ quan hợp tác điều tra với chúng tôi. Vâng. Hình như á, anh Thuấn xuất viện rồi phải không em? Dạ. Ảnh về nhà nghỉ ngơi, mai anh đi làm trở lại được rồi. Alo. Dạ dạ, anh đợi em chút. Thắm nghe điện thoại nè em. Của em hả chị? Để chị làm cho. Alo. Alo, cô Khánh phải không? Dạ. Chúng tôi muốn báo cho cô một tin. Bà Sa vì cô mới vừa bị bắt. Dạ. Anh vừa nói gì? Bà ấy bị nghi ngờ giết chết chồng mình là ông Thia. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Tôi có thể sắp xếp cho cô gặp bà ấy trước khi bà ấy bị chuyển về trại tạm giam, chờ ngày xét xử. Dạ dạ, tôi sẽ tới liền. Thắm, công an gọi em có gì không vậy? Dạ, dạ em cũng không có hiểu là chuyện xảy ra như thế nào nữa. Bây giờ em phải đi gặp dì em thì em mới biết rõ. Chị em xin phép cho em đi trước nha. Trời ơi, không biết có chuyện gì với con nhỏ nữa đây. Khổ ghê vậy đó. Dì ân hận lắm rồi. Đáng lẽ dì không nên lên đây. Dì ở nhà thì không có chuyện đâu. Mà sao số tiền đó là liên quan tới giám đốc của con hay gì? Lần trước lên đây, dì tình cờ nhìn thấy ông Khánh, giám đốc. Thực ra, ổng là ba ruột của con á. Ổng là ba con á. Dì dì dưỡng con tống tiền ổng. Bắt ổng đưa 200 triệu. Ổng đưa, nhưng mà không ngờ dưỡng con lại. Cho nên đã hết giờ thăm nuôi, xin mời bà ra ngoài cho. Dì xin lỗi con nha. Xin lỗi con. Em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Tự nhiên chị Sa lại mang tội tống tiền, rồi còn giám đốc nữa. Tự nhiên nói em là con của ông ấy. Em không biết làm sao nữa hết. Tại mọi chuyện đến quá đột ngột, cùng một lúc như vậy, cho nên em chưa tiếp nhận được cũng phải. Nhưng em còn có anh và mọi người bên cạnh mà. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Em không tin. Em không tin là ông ấy là ba của em, là người đã phụ bạc má em đâu. Thôi em, chúng ta không thể nào thay đổi được số phận. Em cũng không thể nào quyết định được người nào sẽ là ba em đâu. Dù sao, ông ấy cũng là ba em mà. Em hãy bình tâm suy nghĩ, rồi xác định mối quan hệ tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào sao cho hợp lý nhất. Chắc giám đốc có nỗi khổ riêng em à. Ông ấy khổ làm sao bằng nỗi khổ của một đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ từ khi mới sinh ra đời chứ. Thôi về mình đi. Về đi em. Anh đã gặp con Khánh chưa? Chưa. Mọi sự đối với anh cũng bất ngờ quá. nên anh chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện đó. Anh là cha của nó, với lại cũng là người có lỗi với nó, nên anh phải chủ động gặp nó anh à, bày tỏ tình cảm với nó, để nó chấp nhận và tha thứ cho anh. Anh nghĩ con Khánh cũng bất ngờ trước điều này, và nó không thể dễ dàng tha thứ cho một người đã ruồng bỏ mẹ con nó như anh. Anh nghĩ nó còn thù hận anh lắm, nên anh nghĩ mọi sự vội vàng sẽ làm cho câu chuyện phức tạp hơn và rắc rối nữa. Cứ để cho nó có thời gian suy nghĩ và dịu lòng trước quá khứ đã. Không có thứ tình cảm nào trên đời này sánh được với tình cảm cha con đâu anh. Nó có hận anh tới đâu á, thì trong sâu thẳm con người nó vẫn khát khao có một người cha. Và hơn nữa, nó cũng là một đứa trẻ một côi mẹ nữa. Nên trên đời này, thực sự nó là một người bơ vơ, thiếu tình cảm, không nơi nương tựa. Anh cứ chủ động đi. Dù nó có tỏ ra thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng có một ngày nó sẽ mở lòng đón nhận cha nó thôi mà. Anh hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Thôi mà em cứ vô đi, có anh ở đây mà. Em đừng có sợ. Anh, mình giữ nó lại nha. Em nói gì kỳ vậy? Không phá để ông cho chết hả? Nhưng nó cũng do mình tạo ra mà. Anh biết rồi, nhưng không phải lúc này. Em nghe lời anh đi. Rồi em muốn sao anh cũng chịu hết. Hả? Nhưng mà không có sao đâu. Thôi ngoan đi, anh đưa em vô. Đây nè em. Em ngồi đi. Có anh ở đây với em rồi mà. Không sao đâu nha em. Em cũng sợ lắm. Em yên tâm đi. Mời cô Nguyễn Thị Hồng vào trong. Em ngồi đợi nha. Anh vô làm thủ tục cho em nha. Em vào đi. Anh nói rồi, họ ưu tiên cho em trước rồi đó. Nha, vô đi em. Yên tâm đi mà, đừng có sợ. Thôi, vô đi em. Cô ngồi đợi một chút đi. Bác sĩ, có đau không bác sĩ? Nhẹ nhẹ nha bác sĩ. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Tao lúc sung sướng không nghĩ tới chuyện này đi, rồi giờ vô đây năn nỉ tôi. Nhẹ nhẹ thôi bác sĩ ơi, em sợ quá. Cô nằm yên đi, tôi mới làm được chứ. Nè cô tìm anh chàng lúc nãy phải không? Dạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thấy ảnh ở đâu không bác sĩ? Đưa cô vô phòng xong á, anh ta lén lút bỏ đi rồi. Không thể nào. Anh hứa ngồi chờ em ra mà. Tôi mà lạ gì cái anh chàng đó nữa. Lần trước á, anh ta đưa tới đây một cô vừa trẻ vừa đẹp. Lần này thì tới lượt cô. Tôi cũng thấy lạ. Tại sao lại có quá nhiều cô gái tin lời anh ta đến như vậy? Ủa mới cưới sao ly vậy? Trời, chuyện này mới biết á. Sao rồi Trinh? Anh ta có nói chuyện cưới xin gì với em chưa? Chị ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Anh ca mà biết, chắc anh giết em chết. Rồi má em nữa, chắc em chỉ có nước chết thôi. Em bình tĩnh đi. Có chuyện gì em kể chị nghe coi. Có chuyện gì mà em khóc lóc đòi sống đòi chết vậy? Trinh à, bây giờ thì không thể giấu anh Kha được nữa. Vì đằng nào á, trước sau gì anh Kha cũng biết. Em phải nói để anh Kha còn biết cách giải quyết nữa chứ. Em không dám nói đâu. Mấy chị nói đi. Em nói đi. Anh à, Trinh yêu Du. Nó làm Trinh có bầu rồi bỏ của chạy lấy người rồi. Cái gì? Trinh, có chuyện đó thật không? Trời ơi là trời. Cái thằng khốn nạn. Mày nói đi, nó ở đâu để tao đi kiếm nó. Em không biết. Giờ này mày còn nói không biết là sao? Vậy cái lúc mày làm chuyện động trời này, mày có nghĩ tới hậu quả không? Mày có nghĩ tới má, tới anh mày không? Anh hãy bình tĩnh chút đi anh Kha. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Trời ơi. Giờ anh có trách Trinh á thì mình cũng không giải quyết được gì đâu. Có trách á thì trách thằng Du kìa. Vì tiếng giờ á mình cũng không biết kiếm nó ở đâu nữa kìa. Anh đừng uống nữa mà. Bây giờ Trinh chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi. Anh như vậy chỉ làm cho nó nghĩ nó không còn ai bên cạnh nữa. Nó sẽ làm chuyện dại dột đó anh. Anh đã làm gì có lỗi. Anh chịu cực chịu khổ trên này, chỉ muốn nó được học hành tử tế với người ta. Vậy mà nó còn không chịu học, cứ nằng nặc đòi lên đây. Rồi bây giờ làm ra cái chuyện động trời như vậy. Má anh mà biết chắc chịu không nổi đâu.